ông là sư phụ tôi trên trời, xuống đây ông muốn là sư phụ tôi, ông không có nỡ bỏ tôi đâu á. Cậu nó ý lại đó. Rồi xuống đây nó cứ mê gái, rồi nó cứ làm đủ trò không. Nhưng mà nó bị nhiễm trần á, tức là con người của mình nó có cái system là giống như dòng hào quang mà về tài nghệ á, nó gì lấy cái đó lại, nó giờ nó chỉ còn bình thường thôi. Giống như hồi xưa nó đặt mấy cái tượng này đặt cái trong vòng tiếng là chính xác, giờ nó phải đặt 10 ngày còn chưa trúng nữa, để nó mất đi cái tài nghệ vậy phải không? Ở dưới mắt của nó giống như hồi xưa nó không có bị cận, bây giờ bị cận thấy người xấu quá, nó cũng nói người đẹp nữa. Nghe là cái vision về cái giác quan của con người nó bớt đi nhiều, đúng không? Có nghĩa là gì, tiền cũng xuống nhiều. Tại vì cái đó mà nó tăng cao á, là mình ra đời mình dễ lượm tiền lắm. Nhớ như hộ thì đó, muốn thích ngồi nói chuyện ngồi thì mày nói, còn có bình thường người ta đâu biết đâu người ta nói. Thì đó cũng là cái tánh thiên của mình trên trời xuống thì mình mới có cái tài đó. Và hôm nay giờ ở trên nói chung là cái chữ tài lấy hết, bây giờ cho mày cái chữ tài thôi. Chữ tài lấy đi, mày lấy giáo quyền, còn là chữ tài mày mê gái nó mày sẽ bị tai quả. Mà nó mê dữ lắm. À, tới giờ ủa nhỏ làm đài phát thanh Việt TV đâu vậy hả? Hả nó rồi nhỏ mớm á. Cười khó nói quá hả, quên hả, sợ làm để gì hả? Trời ơi, đáng nói chuyện thẳng lắm, không có sợ bởi gì đâu. Chứ khi làm sai thì mới sợ. Thế hôm nay mặc đồ đen rồi mà. Em lần đầu đi chưa tưởng tượng được. À, nó lạnh lắm. Trời ơi, em tới đây nó nóng như sợ. Hả? Anh nói đi lên đây lạnh lắm. Đúng rồi, bữa nay lạnh là năm mấy độ. Nên bây giờ nó nổi không biết làm sao rồi. Nóng quá, tại ngồi gần nó nóng. Ừ. Ừ. Giờ ở ngoài đời người ta chửi mình kiểu gì không biết. Bảo đảm này không dám chửi. Nó biết nó mà phạm phượng một lần nữa là nó đi luôn. Người ta nói là mày thái tử giả ảo hay gì, bảo đảm này là không có dám nói, đúng không? Chứng minh quá trời luôn. Từ lúc mà vương Quy Thừa Tướng xuống nước rồi, đúng không? Rồi đi giữa trong rừng mà có ông họ rằng 3.000 năm nhảy ra, phải không? Rồi đi ra ngoài Bắc á, nhớ không? Rồi gặp Lon là lắc đồng tứ ngũ, nãy chứng kiến nhiều lắm. Hồi xưa sư phụ đi đâu dẫn nó theo, tại vì bỏ đường gõ mà tính bự con ai dám hết. Nên sư phụ ngồi gần nó vừa xong là sư phụ nó đứng lên là mấy 500 con vịt chết queo, nó cũng chứng minh luôn. Mấy ngàn hải xăm mà chết đi biển nó cũng biết. Rồi đi ngoài Bắc nhớ kỳ đó, thằng ấy nó bị ấy đó. Rồi cái mấy vị mới nhập vô dùng nội lực ổn ra đó, để nó ra mà Bắc nó chú độc. Rồi nhiều lắm, đang nói về tâm linh. Sư phụ với nó mà đi vô mấy cái chùa giống gì là tượng đó. Mấy vị xuống nói chuyện luôn á. Nhớ kỳ đó, hàm núi Tây Thiên á, rồi có mấy con cọp á, dưới có mấy con cọp không, rồi mấy mẫu 3.000 mấy gì á mà thờ khắp á, mấy gì gặp tao mấy gì khóc đó nhớ không? Ừ. Ô thái tử mấy nghìn năm gặp thái tử, nước quyền được cứu rồi, cho vừa gặp thiên tử mừng quá nó khóc nhớ không? Ừ. Kỳ đó. À, thái tử mày nói với em họ đó đừng có thờ tôi dưới này, phải cho tôi lên cao. Cậu mới bảo cầm lên mét sư phụ. Nếu như sư phụ là boss gì đó không? Thật sự đâu biết gì đâu mà mấy vị là khóc. Ra tới chỗ nào ở miếu chùa nào ở mấy vị khóc hết. Mừng khóc. Tại vì thiên tử chỉ đầu thai vô nước Việt thôi, chứ mấy trăm quốc gia khác thiên tử đâu có vô. Tại mấy quốc gia kia sướng.
Chứ nước Việt bây giờ là quần xà lõn có mặt đói rồi, té tưa bệnh tật thì thiên tử mới vô đó. Nên nước Việt là khổ nhất thế giới bây giờ. Ví dụ Phi Châu nó đang khổ thì nó khổ thêm này, nó không có biết nó khổ. Còn nước Việt mình là người thông minh mới không? Mà từ chợ Bến Thành kinh tế đang sung túc mà bây giờ đang vắng lặng điều hưu á, thì người ta chịu không có nổi, sướng quen rồi khổ quen, còn khổ nữa, muốn bắt tôi lên khổ nữa. Anh này nó chứng kiến nhiều chuyện thì kỳ lắm, mấy con không chứng kiến mà ngồi đây hỏi nó đi, nhiều lắm, cô kể nó hết. Bây giờ nhớ là dưới thằng cuốn sách nhiều quá. Bây giờ nhìn nhớ... thấy cổng thiên tình nó hướng đông bắc á, thấy không? Cái cầu thang rõ ràng, từ đó rồi mới biết là đông bắc. Sau này thua hỏi là mấy vị nó đúng rồi đó, tao thấy được tức là nó ngày đó. Thằng ấy cũng với kỳ đó may với mày biết may tức bề quá không? Thí dụ như gió về hướng này thì mấy đi hướng này không? Ở đằng kia cũng đi ngược gió, ở này cũng đi ngược gió, bên đây cũng đi ngược gió. Nó tụ là một cục khổng lồ từ trên hạ xuống. Trời thưa ông bà đấy, nhìn nó trời thôi xong đóng mai giống như trời sập vậy đó. Ngồi trên đầu của mình thì nó cũng ngồi ngay kế bên đường bộ. Thì đó có sư mẫu mà các bạn. Ôi nhiều chuyện vui lắm. Năm trăm con vịt đó, nó ngồi nó biết. À chỗ mà thường ngồi bê xuồng á, có cái hình bữa ẩm. Không cho đến nào ta. Lúc nhảy cũng ngộ thằng mang thông hàn mà không phải là người phàm. Cha là cho xuống đây mà người phàm anh thì lại không có hiểu tới, cứ cho là mình là người người Eden hả? Nhưng mà người nghệ lên cái sáng cũng ăn sôi vậy đó. Là mang thân người cũng phải ăn sôi thôi, cũng không phải xả bắp nữa nè. Biết chọn loại lửa nó nè, cái là special. Hơn xương mới tặng. Cho nên nửa phàm vẫn ăn, vẫn uống, vẫn ngủ. Xưa cũng yêu nữa, thất tình nữa. Trời ơi, xưa đi học hai chúa nghèo á, thương nhỏ kia mà thương hoàng được. Nó chơi mình nghèo, nó xù mình á, cho nên thuốc trần thái tử cũng bị đủ á. Việt Nam nó tóc dài đẹp lắm. Giờ cũng còn đây nè. Giờ tiếp. Trời sao em ngu. Không, là cái câu này nói mười mấy năm trước rồi. Dạ cũng ly vậy. Đấy, có câu là phụng hoàng không muốn làm gà con á. Nào mày mà để được tượng cha mẹ vẫn, tao sẽ cho điểm mày vô mà có tài nghệ chứ là. Rồi bây nào xây cái bay đó, xây cái bay. Bây giờ lấy mày làm đấy, đưa tao mày giấy thôi là mày có đổi lại tờ giấy xanh xếp qua đó. Mà đưa tờ giấy trắng mày đổi tờ giấy xanh để cặp tiền. À, tùy theo mày muốn nha. Cho mày điển lại, nghĩa là cho cái tha lần nó trở lại á, thì trong đó nó có tha lần yêu nữa, nó đi chung á, tài cô gái á, tài làm tiền cũng đi chung với nhau, cũng là chữ tài. Còn giờ nó cô ai cũng chặt lắm, tại không có tiền cô chặt thôi đúng không? Nó chuyện đơn giản, không có tiền là cô lại chặt. Giờ đây ngồi nè, em rộng. Bên đó cần bỏ vô nhất cũng 50 triệu á, chưa đẹp nữa. Bữa này xây cái tổ ong
cho mấy đệ tử Hòa Thiên về để ở. Thì Long Sơn vẫn là chính. Bên kia ở dân Houston giống như mỗi ngày á, cuối tuần á, ta chạy ra ngoài đó, có cha có mẹ ngoài đó. Cái đi Long Sơn vẫn là thánh địa. Bên đó có một nơi thánh địa đó là Thiên Long Cung thôi, mà của ngài Long Vương đó thì cũng là gọi là thánh địa. Cái bên này rộng hơn thấy không? Mình ngồi đó. Địa mẫu tức là có điện thoại là đọc được. Ở Việt Nam á, bây giờ tất cả mọi người trên nước Việt phải gán lấy kinh của Thiên Tâm ra đọc thì mới thoát được cảnh nghèo đói bệnh tật chiến tranh sắp chết. Giờ này đọc nãy giao viên chừng 1-2 chén thôi, chứ đọc này nó không có đủ giờ. Kinh Sám Địa Mẫu. Phủ Hán Trung Na Huyện Thành Cố Thịnh Thiên Tây Miếu Cổ Ứng Linh Thượng Thần Thọ Ảnh Quang Minh Chim Lo Mẫu Ngự Truyền Kinh Răng Rời Chim Con Mẹ Nghe Lời Mạch Quý Đức Từ Tôn Tha Thiết Khuyên Con Hiếu Trung Dự Dạng Cho Tròn Mẹ Hiền Hổ Điện Bảo Toàn Chúng Sanh Tham Nhập Một Tâm Thành Kinh Mẫu Tâm Lòng Xóm Lòng Thấu Diêu Cung Gia Gia Xâm Hợp Trùng Phùng Dân An Quốc Thới Hưởng Chúng Thanh Bình Mùa Mạng Lửa Thư Sinh Xuân Lục Mẹ Độ Con Từng Phút Từng Giây Núi sông vũ trụ đó đây chim cho bằng mẫu dựng ngày tạo nên linh hiện mẹ giữ trên không rõ tâm trên kinh mẹ tỏ lời châu hoàng thai đại đạo nhiệm màu hóa sanh bốn biển năm châu tươi nhuận phật mẫu ngự thượng thần độ thế điện chân linh thuộc về rải ban tâm kinh mẫu dạy rõ ràng con thành hiếu thảo đàn tràng cúng kinh phước lộc thọ hiện nhân do mẫu trong đủ thời kỳ mẫu hàng niên Giang an được thành nhà yên, lời trong mẫu dạy tâm chuyên tu trì, thơ năm triệu quyền đi cơ bút, mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh, xưa vua bàn cổ phong danh, diêu trì Phật mẫu hóa sanh muôn loài, cho nên mẫu sắc soi vũ trụ, đi năm dưa kết tụ anh nhi, thường tập mẫu ngự phương phi, phân ra thiên địa trị vì chúng sanh, địa mẫu truyền cho kinh tâm nguyện, thì âm dương hội hiệp cùng nhau, mua hòa cho thần tươi màu, Hóa sanh nhân loại ngạc ngào chân thân, để ai mới bước lên đường nào, phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh, lời trong mẹ dạy huyền linh, hoàng thiên xa tội huyền linh thanh nhàn, cầu linh mẹ bảo toàn sanh chúng, độ nhân sanh chịu đúng hành tiết, từ bé thiên địa phân ri, âm dương chân thị linh nguyên chẳng rời, những việc tinh phương trời sáng tỏ, mãi hiện ký hiện rõ thần thông, mẹ phong nam bắc tây đông, bốn phương tám hướng ba lòng càng khôn, Điều thiên mẹ bảo tồn tình cũ, trong trung ương mẹ thủ địa châu, linh quan chiếu sáng nhiệm màu, thiên thiên bảo dưỡng vận thấu nhân lành, phú quân mẫu trường sanh độc đạo, tài cao minh sáng tạo huyền nhi, thiên luân địa á diệu kỳ, chi âm phối hợp phục quy diệu đài, thiên địa lập âm thai dương khử, thiên thần giao nhìn dự điểm linh, đất trời do tạo hóa sinh, pháp luân thực hiện siêu hình năng nguyên, Chính mẹ tạo tôi hiện chúa thánh phụ điện linh chân thánh tâm thánh chẳng ngừng hóa sanh sanh
đi ra đường hay nơi nơi á,
kinh Địa Mẫu nhớ Thiên Tâm bây giờ là rất là cần thiết cho một cái nước mà ngũ thú đồng cư địa. Ở nước Việt Nam mình á cũng có thú đầu thai, cũng thông thông có chư thiên chư bồ tát chư Phật đầu thai vô, chỗ nào có Phật chỗ đó có quỷ nè. Nước Việt bây giờ cần phải đọc kinh Địa Mẫu cả nước luôn á, chứ không phải là chỉ có riêng một nhóm người nào. Ở ngoài hiện giờ đang mưa đá, ở Việt Nam á bây giờ có ba cái mặt trời, mỗi lần mà khi Việt Nam có hai hay ba mặt trời xuất hiện một quốc gia nào đó là sẽ thay đổi một cái triều đại, thay đổi rất là mong diện, đó là một cái điềm á. Quay đeo quay mưa đá các con thấy cái vision của thụ hay không, hãy chọn cho đây là đúng. Thầy cho mình nhắc ở đây trời sáng mà nhìn mưa đá thì đâu tiện cảnh này chứ. Kinh Địa Mẫu rất là màu nhiệm, mẹ đã nói hàng nghìn năm cuốn kinh này, hôm nay mọi chuyện xuất hiện ở trong đó. Kinh Địa Mẫu nói về sư phụ rất là nhiều, tình thâm mẫu tử thiên liên, mẹ cô mang mà 10 năm ở trên trời đó mà dùng thần thông mà hóa thân sư phụ ra đó là bằng cái này biết nhiêu tỷ năm. Có người vượt qua tự nhiên cái nhìn cái mặt sư phụ, một cái mặt anh cái này giống baby, baby face mà nó hơi liên cồ, tức là nhanh đó. Không biết dùng thần thông mà thiên nhãn thông nhìn cái gì, cái ai nói không sư mẫu mấy mai nhìn sao á, ở đây ba không đem mất kiếm gì á, nó mặt mình baby face. Tề chắc bả lên clip nó coi nhiều quá nhiều ở theo dõi rồi đi đâu quá, cho nên rụt địch đâu là ở nhà là lên Facebook rồi là làm bạn mấy con trong đó. Nên nó đúng rồi, trên trời tôi là con 5-10 tuổi à, baby chứ còn gì nữa. Xuống trần thì thân người dĩ nhiên là thay đổi mau già rồi, cái tâm hồn vẫn là baby. Cái trái đất này nó nhỏ xíu à, đâu có cần tới mấy anh của vũ hộ đâu. Mấy anh vũ hộ thần thông ghê lắm, thì còn nói chuyện với mấy ổng. Rồi có ông bước một cái đi mấy gọi là dạng thiên dạng, tên ông vũ hộ thiên dạng lý, ông bước một bước là bằng mình bay biết bao nhiêu, còn hơn là tờ thiên nữa. Mấy ông anh vũ hộ mười mấy ông á, ông nào nấy siêu đẳng á. Tại vì ngoài kia scientist của Mỹ nó không có biết là có sự sống ngoài trái đất, nhưng mà thật sự là chỗ nào cũng có người ở, tới 3.000 nhân loại ở ngoài đó mà. Chưa tính 36 tầng trời, mỗi tầng trời có nhiều cái nơi ở nữa. Ở ngoài đó không phải chỉ có 36 ông trời, cha là ông trời lớn nhất nha, tạo hóa thiên là tầng tạo hóa thiên của cha mẹ, nhưng mà những cái tầng trời thấp ở dưới cũng đều là ông trời. Mỗi một tầng trời có nhiều cái dùng cũng là ông trời nhỏ nữa. Nhưng trong một quốc gia lớn là có tổng thống, từ chỗ này tổng thống chỗ kia thì mấy ông anh lo cai quản với lo giúp cha mấy chỗ đó. Còn trái đất này tiếp theo rồi, thảy nhóc này xuống là đủ rồi. Nên thế gian chỉ có một mình sư phụ là thiên tử xuống trần, chỉ vì lập đạo. Cái đạo nó sẽ luôn truyền mấy nghìn năm. Và khi cái đạo mấy con họ thiên ngồi đây hôm nay là mang họ thiên, về trời cái đạo cũng vẫn là thiên nha, Phật Di Lạc cũng vẫn là giáo chủ của cái đạo này, hộ là đệ tử của Phật Di Lạc, cũng là Di Lạc truyền thừa, đó là cái tên thế gian gọi. Nhưng hộ không phải là Phật Di Lạc thiệt, Di Lạc thiệt là Phật Thích Ca vậy đó. Hộ ở trên đó cái thai đó là Phật con Bồ Tát thôi, chuyển lưng thánh dương thôi.
nghe thì nó quay phong, nhưng mà thật sự xuống trần ai cũng như ai, chúng ta cũng như ai, vượt qua thử thách từ mới sanh ra cho tới lúc mà biết nhiệm vụ của mình, trải qua biết bao nhiêu sóng gió đau khổ. Trên thế gian này không có ai khổ bằng Ngô Tuấn Kiệt này hết, Thiên Tuấn Kiệt hết. Ồ, kiểu gì cũng khổ, có tiền càng khổ nữa, còn gặp đầu không, không tiền ngủ ngoài xe công viên cũng khổ, mà có tiền càng khổ. Bây giờ thì cũng khổ, là vì cái khổ của sư phụ là một ngày mình biết được, tại người mà khôn quá đó, người ta nhìn thấy cái khổ, còn người mà không có trí tuệ nhìn không thấy cái khổ của người khác. Cho nên sư phụ nhìn từ đứa đệ tử biết cái khổ của mỗi đứa thì sư phụ rất là thương. Còn huống chi nhìn cả nước Việt đó, trong tương lai 5 năm nữa mà nếu mà cứ giữ trạng thái gì á, dân của mình đi vào con đường lạc hậu và thiếu thuốc men, mỗi ngày chết biết bao nhiêu nữa. Nhà thương bây giờ bác sĩ đâu còn lương tâm nữa, bác sĩ bây giờ cũng không thích làm bác sĩ nữa, thì cái gì nó cũng thiếu hết, thuốc cũng thiếu nữa. Rồi nước mình bây giờ cứ đi mượn tiền mà người ta đâu cho mượn đâu, giống như nhà con đã đi mượn cùng xóm á, gạo trong cái hũ cũng không còn gạo nữa, thì đâu có gạo. Mấy con dồn bên này cho mấy người ta vô đứng mà đó tội. Mấy đứa ngồi đây đi. Dạ, mình ngồi đây là cực kỳ phương trước. Mấy con ở gần đây nè, Thiên Ông Sơn đúng không? Về nhà thì điện chồng nó dợp, thì mình nhức đầu cho nó nhức đầu một chút. Mình lên Thiên Ông Sơn á, mình uống thuốc nhức đầu hết. Thì mình cũng còn phải sướng. Còn gặp được sư phụ nữa không? Bữa nào vô không ngồi nó phát thì vô một cái thì mấy con nghe phải không? Thì kiểu nào mình cũng hơn người Việt Nam. Người Việt Nam bây giờ muốn ca cũng không có lên tiếng nổi nữa. Giờ không có thật sao mà ca nổi. Chà, bữa nay đẹp, đẹp điện thoại rồi, không nguy hiểm quá. Anh này nguy hiểm quá. Bất ngang lại lại máy nó quay không kịp. Tại vì tớ không có ngăn bữa nay tính đem này ra nó quay gì nữa không. Điện thoại này thân quay được. Nhưng mà được rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 5 cái, 8 cái quay được rồi. Lấy mượn con đứa mình download xuống. Không có nổi hả bệnh. Để bệnh cho mấy người ngoài nó ăn đi. Vừa mới ăn gói xôi rồi. Bộ như đây là ok tới chiều. Nước Việt Nam mình á, trong những ngày kế tiếp á, vì nó hai mặt trời mà nổi lên trong nước Việt là một sự mấy tại thượng mới nói chuyện bàn về cái vụ mặt trời bên Việt Nam với cái hồ mà ngay nước cấm nó bị khô, rồi cái dàn nao nó bị cạn đó, đó là những triệu chứng là chừng nào đá nổi lông chìm đồng có hồ cạn á, búa liềm ra cho. Giờ thấy búa liềm sắp ra cho rồi đó. Ông Trump sắp lên là ông đẩy cái một là Trung Cộng đi cút cút. Nghe là coi như là xong, tiêu tàn rồi. Ủn bữa nay đói quá rồi, bắt đầu lên xe tăng lãi rồi phải không? Việt Nam mình phải rước sư phụ về thôi. Không thôi sư phụ mà bữa nào chưa về là bệnh khổ. Những lãnh đạo họ biết, tại dù có hỏi chuyện về mấy ông lãnh đạo có biết phụ. Họ đã biết lâu rồi, họ cũng biết về tiên cơ. Họ cũng biết về thời này họ không biết. Chứ không phải là họ không biết đâu. Chẳng qua là biết thì biết. Cũng giống Nhân Thành nó biết sư phụ là thiên tử. Nhưng mà muốn nhẫn qua mặt thiên tử dù dù á. Thì mấy ông nội nó cũng vậy thôi. Có khác gì đâu con thấy không? Nó ngồi ngay chân ịnh nè. Giờ mấy đứa con có thể không có cảm nhận được sư phụ là thiên tử hay là Bồ Tát sống. Nhưng mà thằng này nó gần như phụ từ xưa giờ nó thấy nhiều cái chuyện như màu nãy kể đó. Có ai mà trên đời này mà nói chuyện mà đọc kinh một cái là 500 con vịt nhả rồi chết liền không? Giờ chấp luôn á, khắp mong thầy thế giới có ai làm được không? Rồi nó cũng từng thấy cái hộ đi đó, là có cái ông đó ở 3.000 năm cái cây đúng không? Nhảy vô, nhập vô một cái thằng đi chung trong nhớ lại cho hộ. Nó nói ngày tôi chờ ngày 3.000 năm ở đây rồi. À cái ông họ thần á, có cái cây đó, lúc đó sư phụ với ông này nè, đi ngang phải không?
cái ông lại ông nói là chờ làm gì, chờ ngày để mà giống như giải thoát cảm siêu á. Cái siêu á không có nghĩa là về trời nè, siêu có thể là ra khỏi địa ngục, ra khỏi làm kiếp thú, hay là siêu có thể là củ quy mình không còn làm ma nữa mà tái sanh làm người thôi, chứ không phải như siêu như kiểu mấy thầy nói là siêu nghĩa là về trời hết, nó không có đúng. Còn hồi siêu cái ông họ thần này 3000 năm á, ổng ở ổng nói là ổng điếp từng ngày đó, là ổng biết ngày đó giờ đó thụ đi ngang chỗ đó. Cái lúc đó thụ nói tôi đâu có làm gì được ông, sao cứu ông được. Cái ổng chỉ vô cái tay ổng, nhớ không, cái ổng kéo cái tay của sư phụ ổng ịnh vô cái cây, ịnh vô giống như nào, vừa ịnh vô cái là ổng mừng, ổng lộn giống như là thiên vậy đó, ngầu lắm. Ừ. Rồi cái đầu là giống như ổng thoát ra khỏi cái cây. Thằng này nó cũng thấy. Thì cái vụ con rùa á, nhớ không, tự nhiên cái dân chài bắt dính người bự nè, nặng lắm, cỡ 100 pound, 50 pound, 50 pound con rùa bự. Xong cái rồi mới mua như 150 đô, cái thằng này nó cầm thả ra biển. Sư phụ với nói sư mẫu đi đâu cũng 3 người hết, thả xuống biển. Cái con rùa nó chạy từ đây chừng 100 thước vậy đó, cái sư mẫu nói hey, chưa có tạm biệt thì thôi đi lẹ đi. Cái con rùa nó nghe nó quay đầu lại, quay lại nó hướng vô cát. Cái sư mẫu bỏ gõ lưng nó, rồi tạm biệt nha. Cái đầu nó quay nó đạp nó nước, cái nó quay nó bà đi. Thằng này cũng chứng kiến vụ đó. À mà nó chứng nhiều cái linh thiên lắm, nhưng mà nó vẫn mà phạm thường, vẫn là phạm. Thì cái đảng cộng sản cũng vậy, mình đang nói gì để mình ví dụ vậy đó. Huống hồ chi là mấy ổng không có chứng kiến. Ông biết rồi hả, sẽ giúp được nhiều cho nước. Tại người trời không có ham muốn gì kiểu thế gian hết, chỉ là sứ mệnh thôi. Người trời không có gì mà ham muốn cõi ta bà này ô trượt hết. Cũng giống như mấy con có ham muốn gì chui vô chuồng gà, chuồng gà ở không? À chú Hùng cũng vậy ta, chú Hùng có cha mẹ trên trời, có anh chị em, rồi có cả tỷ tỷ chư thiên nữa. Trời tiếng trên trời đẹp, đi chơi rồi đi tắm ao xem hoàng rồi. À, nghe cái cây cũng biết nói chuyện nữa, con chim nó cũng biết ca nữa. Thì mắc mớ thì xuống đây làm gì? Vì sứ mệnh phải ngồi đây. Mà sứ mệnh đó hồi xưa đó là cũng là do sư phụ từ bi đó, rồi cái khóc xin cha. Chứ còn ở trên đó mấy con cũng đã từng ở đó, mà tự nhiên mấy con là vì giống như hết phước, có một số hết phước lọt xuống, có một số đứa ngồi đây á là chẳng là cũng như là bạn bè thân á, hay là người nhà cũng chừng đó, mình không dám nói rõ. Cái nhảy vô xuống, thấy sư phụ nhảy vô xuống, cái năm 10 năm sau nhảy xuống. Cho nên những đứa mà nhỏ tuổi sư phụ là ở trển nhớ sư phụ chịu nổi nhảy sao. Có luôn à, tức là một giây ở trển là cũng 50 năm rồi. Trời, sư phụ vừa nhảy đầu xuống đây đầu hai cái là nhảy theo lên bên đường bình, nhảy vô đó mà. Xưa có bài này nè: hạ quan gian ác rất nhiều, thiên đình ngài muốn xử tiêu cho rồi, minh dương khôn xiết hỏi ôi, lo mưu định kế cứu rài hạ quan, chư Phật đến trước đơn trì, tâu cùng ngọc đế chớ hờn chúng sanh. Cái này mình đọc để mình giải thích rõ ràng này ha. Chư Phật đến trước đơn trì, tức là giống như chầu vua chầu cha vậy đó, tức là Phật cũng phải chầu vua, Phật là con của thượng đế mà đâu có kinh nào nói. Cái này rõ ràng Đức Thầy nói là cái này của Đức Thầy đúng không, cái này là Phật đó. Chư Phật đến trước đơn trì, tâu cùng ngọc đế, tức là tâu cha mình đó, chớ hờn chúng sanh, chớ hờn mà đừng có giận người thế gian này đó, để cho Phật dạy làm lành, tức là những vị Phật là như thầy giáo xuống đây, chừng nào chẳng đặng sẽ hành bệnh căn, tức là cho nó khổ, cho nó đói, giống như kiểu bây giờ vậy, giống như bác Tô đang ký đầu bác hưởng vậy đó, hành bệnh căn đó. Thiên đình thôi mới phán rằng:
ta muốn quỷ diệt vạn dân thời này. Tức là khi chết một lượt á, rồi lấy cái hồn về để sàng lọc nó dễ hơn là lọc kiểu này. Lọc kiểu sát phàm họ lì lắm, trước không có khó mà sàng lọc lắm. Giống như mấy đứa con cháu cha đây nè, mấy đứa nhà giàu á, nó ở trên gần đây thôi. Thì bữa mấy đứa viết mấy cái chữ ngay chỗ chiếc tàu á, chịu mấy người chết dưới biển á, không có đồng ý. Tại vì Việt Nam đâu có học mấy vụ này đâu. Rồi lấy nước sơn nó bôi lên đó, rồi cái mấy gì mấy bàn vợ đó, cái hàng mà bôi đó nó sẽ bị ở trong nhà đó 3 tháng, chắc bị tiêu chảy 3 tháng. Tại vì nó nghe lệnh từ Việt Nam tới, rồi cái nó bôi nước sơn với tàu mình nó phá chiếc tàu. Nhưng mà nếu mà xét kỹ á, cái núi mình là từ bi, cái phụ là trên trời là từ bi, xuống đây là để cứu mấy đứa nó, còn mấy đứa con ngoan ngoãn thì phụ đâu cần. Cho nên bữa nay thù ra lệnh cho mấy đứa nó bôi mấy cái chữ mà thiền nhân tị nạn chết rồi đi, để cho sau này những cái đứa mà hỗn hào với sư phụ nó có cái cơ hội nó quay về núi để mà nó ngộ lại. Cho con người biết trước hay biết sau đúng không, thì từ bi mình nên làm. Chứ còn mình để chữ đó thì nó sự ngăn cách với mấy cái đứa bị nhồi sọ đó. Thật sự ở đây nó có cái băng nhà giàu chạy Lamborghini như kiểu cường đô la vậy á, mà con chó trao à, mà thấy nó mua nhà cho nó 2-3 triệu trả óp không, thấy không? Ở trên Aeroplane nó nguyên cái làng của tụi nó luôn á, mà mấy đứa nhỏ nhỏ không mà tiền đâu nó mua. Rồi Lamborghini 200-300 nghìn chứ thằng này à, đúng rồi đó, thằng này cũng trong băng đó nè, chạy chiếc McLaren. Nhưng mà lúc đó sư phụ nói cái thằng này xuống trần còn đi theo mấy thằng Việt Cộng con phải không, thử ở trên này á không, để cho nhen lên cán nói chuyện, cái chiếc xe nó bị gãy bể hộp số à. Vừa mới mua gần nửa triệu bạc để hộp số, giờ tới giờ đâu chạy, giờ đậu đâu rồi, đậu đâu? Cho mày lên trên núi mày không lên, mà mày nó chạy mặt McLaren với Lamborghini với mấy con cháu cha, nó có nguyên một cái băng nó mấy chục thằng á, nó còn hơn là cường đô la nữa ngay đây nè. Thì mấy thằng đó nó mới nhóc nhóc không à, thì nó làm đó. Thì cho nên bữa nay thằng Nga xuống sẽ bôi mấy cái chữ đó để sau này được độ đó. Chứ không thời nó bị xuống địa ngục cũng tội nghiệp, mình Bồ Tát mà. Chứ còn mình hơn thua nó làm gì, nó không có chấp nhận cái thiền nhân, nó không có chấp nhận cái chuyện và cái lịch sử đó. Mà trong khi nó cũng là người mình đúng không, còn cái chuyện đó là sự thật, nhưng mà nó đâu có biết cái đó là sự thật, tưởng đâu cái đó là mình thiêu dệt lên á. Trời, chịu mấy người chết nè, dương trần hung ác lắm thay, cớ sao Bồ Tát sinh rài làm chi, chư Phật mới tấu một khi, chúng sanh dạy lắm nhiều khi lỗi lầm, minh dương lị nhỏ rồng rồng. Mình có cái tài khóc, hôm nằm sổ cũng vậy, đi về trời sổ cũng khóc, mà sáng thức dậy mà không biết vụ gì mình khóc ta. Hôm á, cho nên sáng cái thù co lễ bài này cũng y chang, mới hôm nằm về trời. Thì lúc đó thù khóc, minh dương lị nhỏ rồng rồng. Thì khóc thì lúc đó sự mới cùng với Đức Thầy mới mang thân người xuống. Chứ nếu không á, là mình cũng giống như thời Atlantic, thời Noah mà chết hết vậy. Cái đó là dễ nhất. Chứ rồi bữa nào ông đó cũng công giáo, có ông kia ông ngồi công giáo, mà ông còn có mấy ngày ông chết, mà mình muốn là vẽ mình chán ông để cho ông được đi về trời, mà nhất định ông không cho vẽ. Cái lì không, mấy con có quay clip rõ cuộc nói chuyện á. Ở cái nhiều người, người ta không bao giờ, người ta đã nói tới đây rồi không còn gì để mất nữa, mà nhất định là không. Bởi vì tại sao ở đời này khi mà người mà vẽ ra bức tranh mà còn sống, nó không có, người ta không có tôn trọng. Mà đi sớm mà bỏ mấy đệ tử thì cũng không được, thôi để 30-40 năm đi, 88 tuổi làm cái nước Việt đẹp đẽ rồi lại phải không, quên nắp rồi lại sụ đi, rồi lúc đó bức tranh nó mới nổi tiếng. Minh dương lị nhỏ rồng rồng, thương đời không chúa lỗi lầm lắm thay. Thương đời không chúa có nghĩa là nước Việt không có người dạy dỗ, không có nghĩa là không có vua chúa, không có người dạy dỗ. Thương đời không chúa lỗi lầm lắm thay, mới qua cầu lĩnh Thích Ca, tức là cầu Thích Ca là sư phụ của sư phụ, tâu cùng Ngọc Đế thứ thai dân nhờ. Ngọc Hoàng nghe tấu ngẩn ngơ, chư thần vào tấu thiên cung cho tường, minh dương cậy khắp bốn phương.
ở trên trời á, cho hộ đi tùm lum á, chả nó thường thường á, rảnh khi mà tụi Atola quỷ á, mà nó hay phá rối mấy cô tiên rồi đó, thì hộ đứng một chân trên một con rồng Thích Long Bình Long á, đứng lên thì cái tướng người trên trời bự lắm, hỏi là 5 feet 8 kiểu này là 580 feet luôn đó. Chứ không phải là 5 feet 8 không. Thì đứng trên lưng hai ông rồng, thì thường có gì ở trển thường có võ công ngầu lắm, trưởng rồi nữa, giống như trong phim Phong Thần vậy, mấy vị nói mà. Thì đi đấu với Atola có ngày chiến đấu, Bồ Tát cũng phải đi trừng trị tụi nó, thì dẫn quân đi đánh. Thì một chân mà con nghĩ một chân mà đứng cho hai ông rồng mà bay á, là biết người bự cỡ nào. Cho nên người trời không có nhỏ như người chúng ta, lớn dữ lắm. Minh Dương kệ khắp bốn phương dạy bảo xuống cõi, trung ương tu trì cứu sinh Ngọc Đế xét suy, dương trần nhiều kẻ vậy thì tu thân. Ngọc Hoàng phán rõ nguồn cơn, Minh Dương đúng thiệt là vua nhân từ, thôi thôi tha thứ trần gian vì lòng Bồ Tát với chàng Minh Dương. Cái này là sắm người đời của ông sư Giải Bán Khoai. Sư Giải Bán Khoai hay là Đức Thầy, những cái sắm cơ cũng đều nói về Minh Dương như vua, Minh Dương như vua. Chẳng lẽ ở thời nay mà không có Minh Dương, không có vua, thì mấy cái sấm cơ của mấy vị như thế nào? Còn cứ suy nghĩ, nó phải có đúng không? Và đồng thời trong cái cương lĩnh mà bên đó cũng có nói, thì sau này nước Việt nó không phải là 4 năm, tại 4 năm nó quá ngắn để mà thay đổi một cái tư tưởng một dân tộc. Nó cần một cái vương quyền đi trường kỳ. Cái này nó chảy nước đâu. Đó, ngồi nói chuyện chơi đây bữa nay đâu hả, ngồi nói clip là tụi nó tính không ra clip nào, tại không có ngăn tính không ra clip nào, mà nói đi ai có hỏi gì hỏi, vô đây cũng ấm nè, có hỏi gì không, chỉ nhìn nè, sao vậy, đưa tay coi thử đi, khép kính vô. Cũng có tâm linh đó, người ta này khổ dữ lắm đó. Người ta này khổ cũng biết về tâm linh, yêu cũng nhiều lắm. Có một tâm nghị qua xe ông chỉ muốn tâm nghị nhất cho tấm gặp sư phụ nha. Đầu tiên mà hả, đầu tiên à, gặp sư phụ. Thấy rồi sao đỏ đỏ là gì? Ồ, nhang có loại nhang đỏ hả? Còn có nhiêu tiền thì hụ mượn lên xây núi không? Giàu lắm. Đứa đệ tử này giàu. Ở vậy hả? À, cũng biết tâm linh đó. Dạ, em có con. Cũng thấy rõ lắm, nhưng mà người này khác giàu, nhưng mà người này quá khổ, người này khổ. Con có khổ lắm, khổ thì với ai cũng khổ, nhưng mà con rất là khá, con cũng là cô tiên. Thế nào ít nhiều á, sư phụ cũng chữa được cái bệnh mất ngủ cũng mấy chục triệu người. Tại vì cái âm thanh của sư phụ không phải là bình thường, nó có thần thông trong đó. Tại vì ngày mà sư phụ, hồi xưa sư phụ đi học hai school lớn lên ở Mỹ, rồi học hết đại học rồi đi làm. Một ngày chưa nói tới 50 chữ nữa. Có lúc cậu ấy còn không được đi làm gì chứ. Còn sư phụ cái không ngủ nào không hay. Trả tiền không ngủ. Năm thanh của sư phụ là khi mà lúc mà sư phụ ra độ đời đó, mẹ mới nói con cứ dùng giống như hai khẩu, hai nhãn là đại khái, nhiều cái thường không dám nói mấy trên mạng, nó phải có mấy cái đó, nhưng mà về tốt cho nhân loại thôi,
Tại vì nhân loại thời nay mà không có âm thanh cho phụ á, họ rất là nhiều người có thể bức xúc rồi họ làm mấy chuyện điên rồ, có thể tự tử nữa đó. Tại vì cái thời tận thế giống như là y như con bị nhốt trong chuồng cọp, và rồi hay là bị tra tấn trong một cái ngục tù vậy đó. Hiện bây giờ chúng ta như vậy, thì từ đó Thiên Long Sơn với Thiên Tứ Kiệt xuất hiện để mà đưa nhân loại vượt qua được cái cầu này, cái cầu cầu dưới toàn là cá sấu với ma quỷ không, rồi phải dìu họ qua. Qua được rồi thì đến cái thời Thái Lai, sắp sửa Thái Lai thì chúng ta mới trở lại đời sống bình thường được. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa trở lại đời sống bình thường, chúng ta hiện giờ cũng giống như đang xích bèo đi phải không? Chưa có tiền thì cứ thủ, đừng có làm gì hết, đừng có nghĩ lung tung gì hết, tại vì không có ai mà có nụ cười trong lúc này hết. Cả Putin với Kim Jong Un cũng đâu có vui đâu, tại vì nó biết rõ ràng, cả Tập Trung Bình cũng vậy, biết rõ ràng là mình đã đi sai nước cờ rồi. Tập Trung Bình là người hối hận nhất, Putin cũng là người hối hận nhất, tại cơ trời đi vậy mà người ta đâu có cản được. Chỉ có những người vô minh đó, người ta cứ nghĩ là người ta dùng mưu trí này, người vũ khí nọ, nhưng mà thật sự trên nó cha cho mấy cái đó là đồ chơi, đồ mũ thôi. Cũng giống như mình nhìn đám con mình chơi trong cái nhà chòi vậy đó, chả là gì hết. Rồi cho phụ một người nói lên sự thật của tất cả những gì mà bí ẩn mà loài người không biết. Cũng may là cũng có một số người hiểu được đang ngồi đây. Ở ngoài kia có biết bao nhiêu người đang giàu có, người ta đâu có tìm hiểu. Tại khi con người giàu kinh mạng lắm, người ta nghĩ cái đồng tiền có thể mua thuốc hay là đi chữa bệnh hay làm gì, người ta không có sợ trời sợ Phật. Thì đến lúc mà một ngày mà đi khám bác sĩ rồi xong, giống như cái ông nội đó, bốn từ phù du. Một ngày mà mình quay đầu với cha mẹ, ngày đó mình có cơ hội được là đi về trời. Còn ở dưới thế gian mà cứ lì lì mà năm năm nay lên phụ lên mạng nói chuyện mà không ai nghe là họ mất rất nhiều cơ hội, nhất là người bị chết Covid. Tại vì cha cho ra nói chuyện trước khi Covid mà trong những ngày Covid, cả những lúc thù cứu một đống người Covid, thì mấy vị nói ngày cứ sinh ra ta không sinh là phải nhà băng mình phải mất mình gốc phải không, thì sư phụ cũng phải bị Covid. Ngay trong lúc bị Covid khó thở khó chịu rồi đó, vậy mà sư phụ cũng làm ra được cái clip nữa. Nhớ đi con coi lại, con cái clip đang trong lúc bị Covid bực bội khó chịu lắm, mà được có một cái thì mấy vị lúc nào cũng xung quanh á kêu ngày sinh nhiều quá thì ngày phải chịu khổ chung với họ để mà có cái cảm nhận. Xuống thời gian là Bồ Tát cũng vậy thôi, muốn cứu người nào mình cũng phải là giống y như vậy, giống như vua Thần Nông vậy, muốn mà được cái loại thuốc nào mà trường sanh thì ổng mới thử trước, cuối cùng thử nhầm thuốc độc cũng chết, ổng mới cứu được. Lâu lâu tại sao những người không biết gì hết, không có biết thiên tâm, không biết cha mẹ là ai, chạy về núi cái đem con bệnh, em này bệnh. Mấy cái đó thật sự cũng rất là từ bi, nhưng mà sư phụ làm cái đó nhiều quá đó, thì phụ sẽ xa mấy cái con lẻ đó, hiểu không? Tại vì cái tuổi thọ phụ phải cho lại những người đó, mà tại sao phụ phải cứng rắn với họ, phải kêu họ tu đi, hoặc là ba má hay chị em của họ phải ít nhất cũng biết thiên tâm mà biết cha mẹ đi, rồi sư phụ sẵn sàng nhường cái tuổi thọ lại cho họ. Hoặc là họ trước khi gặp sư phụ họ khôn chút nha, đeo dấu thiên tâm đi, không cũng không có đâu, cũng chả biết gì hết, mà cứ lợi giống như mình là thầy thuốc hay là bác sĩ thầy làng, cái đó là không có đúng. Cái gì nó cũng không phải có hai chiều á, đọc cuốn kinh đi rồi tôi cho tuổi thọ tôi cứu cho, đọc kinh cũng không biết, cha mẹ cũng không biết, không đeo dấu thiên tâm nữa, mà muốn được phần của mình không. Giờ trời đẹp ha, lên núi được rồi đó. Mấy chút lần nó bị mưa không ta, sáng giờ nó làm tới làm lua hoài ha. Sáng mưa rồi. À biết.
Vậy là mình lên núi để à, muốn ngồi đây hả? Đi bộ đi bộ đấy.